Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi đi vào phần test đầu thì em giới thiệu đến cả nhà mình là em vừa về được một cái đầu chuyển tín hiệu AV ha. Con này là của Victor, mã của nó là ZS365. Cái mặt trước này của nó là màu bạc nha các bác, và các cái nút này được mạ trắng ha, mạ trắng, mạ inox á, giống như inox các bác đó. Thì mình có đây 1, 2, 3, 4, 5 ha, 5 đường vào, 5 đường vào ha. Đó, thì một lúc mình có thể cho 2 đường vào được ha. Đây là đèn của monitor và đèn in 2 bit. Thì các cái nút này nó sẽ nằm ở phía sau, em sẽ giới thiệu phía sau cho cả nhà mình. Thì con này chiều size của nó là 43, chiều cao là 8,5 cm ha. Chiều cao này là 8,5, chiều ngang này là 43 cm. Con này là một cái con màu bạc mà rất là hiếm ha, rất là hiếm. Thì cái đầu chuyển AV này nó về là gồm có khiển zin ở đây. Trên cái khiển này nó có các cái nút chọn từ 1 đến 5 ha. Cùng với một cái dây AV của Nhật, Audio Technica các bác. Rồi, em sẽ quay ra phía sau để giới thiệu đến cả nhà mình các cái chức năng ở phía sau ha. Ở đây là phía sau của con Victor ZS365 ha. Con này sử dụng điện nguồn 100V và công suất tiêu thụ điện 13W ha. Được lắp ráp tại Nhật. Thì theo cái các cái đây là con đời mới ha, vì nó có cái cổng D connector này là cái cổng hình ảnh đời cao các bác. Thì ở đây mình có đường vào gồm có 1 2 3 4 5 ha, đường ra có 1 2 3. Cùng với hai cái đường monitor và một cái đường audio nữa là đường in 2 bit các bác. Dạ. Thì khi mình chọn monitor select thì nó sẽ ra cùng lúc hai đường này. Ngoài ra thì nó sẽ từ 1 đến 3 thì mình cấm nó sẽ ra ba đường này. Tức là đường số 1 thì nó sẽ không ra số 1 ha. Mà nó ra số 2, số 3. Đường số 2 thì nó ra số 1, số 3. Đường số 3 thì nó ra số 1, số 2. Đường số 4 thì nó sẽ ra cả ba đường, và đường số 5 cũng thế ha. Đó là cái cách mà mình cắm dây ha. Đó. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Đây là phía sau của một cái đầu DAT ha. Thì mình có đường line in là đường analog vào nè, đường line out là đường xuống âm ly ha. Đường đồng trục in nè, đường đồng trục out, đường quang in và đường quang out. Thì để giải mã thì mình cắm đường vào đường quang in ha, đường in cắm này từ tivi xuống đây. Nhớ là setup tivi xuất âm cổng quang giúp em nha. Các định dạng khác là PFR, CM. Còn đây là đường đồng trục. Đường đồng trục này thì thông thường từ các cái đầu CD khác qua cũng được ha. Dạ. Con 57 ES thì nó con này có điện sử dụng là 100V, công suất tiêu thụ điện là 24W ha. Và được lắp ráp tại Nhật. Con này có số series là 201794. Thì đối với DAT 57 thì tất cả các đầu em bán ra đều thế ha, đều em đều bao zin và không có chấm hàng. Thì con này cũng vậy ha, đây là ruột gan của con DAT 57. Thông thường thì đối với cái máy mà cùng tầm giá thì tiếng của DAT thì nó sẽ hay hơn là tiếng của MD. Tuy nhiên băng DAT thì nó mắc tiền hơn băng đĩa MD. Và chơi DAT thì nó hơi kiên nhẫn hơn là chơi MD. Và các bác nào mà thích tiếng nó ấm, nó dày tiếng và nó sâu á thì xài MD, xài đầu DAT ha. Còn MD thì nó tiện dụng, là nó dễ sử dụng hơn. Đây là đầu cái đầu DAT 57 ha. Và ruột gan của nó sạch sẽ, sạch đẹp nha các bác. Ở phía dưới là một cái biến thế nguồn ở dưới ha. Và và đây là cái bộ cơ của nó. Sử dụng đầu từ. Cái đầu từ này thì giống như là băng video ngày xưa các bác. Đó, đầu từ. Đây là sử dụng đầu từ của nó nè. Đây đầu từ ha. Rồi, mình sẽ lắp cái nắp lại và mình đi test chức năng thu và phát của đầu này. Em sẽ quay trở lại ngay ạ. Rồi, và ở đây là phía trước của cái đầu 57 ES ha. Cùng với một cái lọc Marang 20D, EQ20D của Marang ha. Thì cũng giống như các cái đầu MD, để mà giải mã thì trước tiên mình phải vào trong phần cài đặt của TV.
Và trong cái phần mà cài đặt âm thanh các bác nhớ giùm em là đó, đầu ra là cổng âm thanh quang học ha, và cài đặt chuyên môn là đầu ra định dạng âm thanh là P phở CM nha. Đó, cái đó là điều quan trọng trước khi mà mình giải mã. Rồi sau khi mà đã setup TV lại xong, bất kể TV nào cũng phải làm nha các bác. Sony, LG ha, Toshiba hay TCL gì cũng phải setup lại âm thanh hết, cài đặt lại âm thanh hết thì mới giải mã được. Sau khi đã cài đặt TV xong thì mình sẽ chọn cái nút input. Đây là cái nút chọn đường vào ha, thì mình sẽ xoay qua cái chữ optical và để mà chọn đường vào. Và để giải mã thì mình bấm nút cái nút red này, nó sẽ giải mã các bác. Luôn luôn nhớ giúp em là phải bấm nút red thì nó mới giải mã nha, còn không bấm là nó sẽ không giải mã ha. Đó. Cái nút red level này dùng để mà chỉnh âm lượng đường analog nha các bác ha. Còn tất cả các cái đầu DAC thì không có đầu DAC nào mà chỉnh được âm lượng đường digital cả. Ghi nhớ giùm em. Đó, ra. Rồi, có các cái lưu ý là cái nút red, cái chế độ mà hẹn giờ thì để ngay chữ off ha. Chế độ red mode thì để ngay chữ standard giúp em ha. Mình vừa thử nó không có giải mã và nó không có cần băng. Thì đầu 57ES này em bán ra với giá là 6 triệu 500 ngàn, tặng kèm cho mình một dây quang cùng với một cái băng đát 15 phút để cho về các bác nghịch chơi ha. Băng đát 15 phút nha các bác. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi thử chức năng ghi. Đó, thì để mà ghi thì mình sẽ cầm cho cái băng nó vào. Cái băng nó cũng giống như cái đĩa MD, nó có lẫy khóa ở đây, nó phải cái lẫy khóa cái chỗ này nó phải bít lại thì nó mới ghi xóa được ha. Còn nếu mà nó hở ra cái lỗ thì nó sẽ không ghi xóa được. Và muốn ghi xóa thì mình sẽ bỏ băng vào, và lưu ý giúp em là cái băng cái đát nó cũng giống như cái băng cassette đó, nó rất dễ bị dính. Cho nên muốn mà ghi á, thì mình phải trả tới trả lui cho nó không có nó dính băng ha. Đó, rồi mình mới tiến hành mình ghi. Thì ở đây em sẽ xả cho nó chạy tới và chạy lui ha, cho nó chạy tới. Nó cho nó chạy tới một khúc ha, sau đó mình sẽ chạy bấm cho nó chạy lui. Rồi mình mới tiến hành mình ghi nha. Đó, cho nó trả cho nó băng cho nó chạy tới chạy lui một chút xíu. Cho nó không có dính cái băng rồi mới tiến hành ghi. Con 20D ở trên thì là con này là size 42 nha các bác, chiều cao là 9 phân 9 cm và nó có giá là 3 triệu 800 ngàn dành cho các bác nào thích lọc mà ma răng màu vàng ha. Rồi, băng thì nó trả xong rồi nè ha. Bây giờ để mình sẽ tiến hành mình ghi ha. Thì để ghi thì mình bấm nút red ở đây. Rừng lá xanh xanh cây Xong rồi mình bấm nút play nha. đường đi Bấm nút play thì nó sẽ ghi ha. thành phố sao lưng ôm mộng ước tôi là người vui chinh chiến dài lâu nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu từ mấy thu thanh cô nàng vừa Tuy là cái biên độ của nó ngắn nhưng mà nó cũng là rất là hiệu quả, nó cắt gần hết các cái tần số bác và cắt gần hết ha. Mình nghe là còn âm thanh còn rất là ít. Đây là tiếng bass ha, đây là tiếng chép nè. Hãy hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh
rồi mình sẽ ghi một đoạn thử ha, rồi mình sẽ trả lại và nghe lại cái đoạn mình vừa mới ghi nha. Rồi em vừa test chức năng ghi và phát trên đầu 57ES đầu DAT ha. Thì đầu này, cái đầu này em đã bán đi Đà Nẵng và em vẫn còn rất nhiều đầu khác như thế này. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở bên dưới giúp em, 0907406222 ha, điện thoại hoặc Zalo đều được. Em ship hàng toàn quốc, nếu mà mình chuyển khoản đủ tiền thì em sẽ bao ship cho mình nha. Còn mà đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì trả phí ship giùm em. Đó, dạ. Rồi em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều và em xin chào và hẹn gặp lại ạ.